Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái chương 6 rồi đúng không nào? Chúng ta đã nắm được các cái kim loại kiềm, các kim loại kiềm thổ cũng như là nhôm và hợp chất của chúng rồi đúng không nào? Các cái dạng bài tập thì thầy cũng đã trình bày cho các em một các thước luyện tập các bài rồi. Nên bạn nào chưa xem thì vào đã xem nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ bắt đầu qua cái chương 7. Đó chính là sắt và một số kim loại quan trọng. Đặc biệt là cái anh kim loại sắt này thì thầy nghĩ nó khá là phức tạp. Sắt này khá phức tạp tại vì anh có hai hóa trị 2 và hóa trị 3. Còn ví dụ như kim loại nhôm thì nó cũng khá là đơn giản hơn so với sắt. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài đầu tiên ở trong cái chương này. Thì trong mỗi cái bài thì chúng ta phải nắm được những cái phần nào, đó chính là tính chất vật lý này, hóa học này, các hợp chất quan trọng. Trong cái chương này thì chúng ta học các cái hợp chất của nó em. Ví dụ như của sắt thì chúng ta học về cái hợp kim của sắt thì trong đấy có gan thép. Gan thép này trong chương trình trung học cơ sở chúng ta được nắm rồi. Phải nào? Một số kim loại quan trọng khác ví dụ như chrome, đồng, niken, kẽm, chì và thép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái chương đầu tiên nha, thành loại cái bài đầu tiên trong chương 7 nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài đầu tiên ở trong chương này, đó chính là bài 31, đó chính là sắt. Thì ở trong cái vị trí của nó trong bảng hệ thống tuần hoàn này nha. Đây. Vị trí của nó đó chính là vị trí 26. Còn nè. Đó. Nguyên tử khối các kiểu này nọ thì chúng ta đã biết rồi. Nguyên tử khối của nó thì bằng 50 mấy. 56. Không? Cái cấu hình nguyên tử electron này. Tổng cùng của nó là 3D6 và 4S2. Electron này. Biết gọn này. Như vậy thì sắt. Sắt thì nó có, chúng ta được học sắt rất là nhiều rồi, rất là quen thuộc. Nó có mấy hóa trị em, nó có, đó chính là hai hóa trị, đó chính là hóa trị 2 và hóa trị 3. Và sắt là chất khử, một chất khử, khử cho nghĩa là nó có khả năng nhường electron. Ví dụ như sắt nó có khả năng nhường 2 electron ở phân lớp gì, ở phân lớp 4s2 này giờ trở thành là ion là Fe2+. Và cũng có thể nhường thêm một cái electron ở phân lớp gì? Phân lớp 3D. Để trở thành là gì? Sắt 3+. Đó. Như vậy nó có hai cái hóa trị 2 và 3. Về mặt tính chất vật lý, thì sắt là kim loại màu trắng hơi sáng, khối lượng riêng của nó nghe. Khối lượng riêng của nó là bằng là 7,9 gam trên cm khối. Đó nè, nóng chảy này. Ở nhiệt độ này 1540 độ C. Và đặc biệt sắt có tính dẫn điện, dẫn nhiệt rất là tốt em nha. Và đặc biệt nó có tính nhiệm từ nha các em nha. Có tính nhiệm từ. Nên là trong cái môn vật lý á, thì như để mà xác định từ trường em, từ trường bằng cái nam châm, nó có hai đầu cực bắc và cực nam của nam châm ấy. Trong vật lý lớp 9 thì thầy cũng đã dạy các em rồi. Thì người ta dùng các cái mạt sắt để xác định được các cái đường sức từ, các đường sức từ. Như vậy sắt nó có cái tính nhiệm từ là như vậy. Được chưa nào? Thì liên quan tới bộ môn nào thì thầy nhắc để chúng ta nhớ lại luôn. Chúng ta đi sang phần 3, đó chính là tính chất hóa học. Tính chất hóa học thì sắt là kim loại có tính khử trung bình thôi, cho nó không mạnh bằng giống như của natri hay là của canxi mà ha, và thậm chí là nó yếu hơn của nhôm rồi. Được chưa nào? Trong cái bài phương trình học của hóa lớp 8 hồi thầy dạy đó, khi nào may áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng FeO. Thì khi chúng ta sắp xếp các cái kim loại, các kim loại mà nó theo thứ tự từ mạnh cho tới yếu, yếu từ mạnh tăng gọi là giảm dần này em, không cái tính khử của nó đấy, thì em thấy sắt nó vẫn sâu của nhau đó nè. Khi mà tác dụng với chất oxy hóa yếu thì sắt bị oxy hóa đến cái số oxy hóa chỉ là +2 thôi. Thì chưa nào, đây chúng ta ghi thầy phần này vô nha. Với chất oxy hóa mạnh thì sắt bị oxy hóa đến cả nào +3. Được chưa nào, cái nhường 3y này. Đầu tiên tác dụng với phi kim thì em ghi thầy câu này vô. Thì ở nhiệt độ cao sắt khử nguyên tử phi kim thành ion âm và bị oxy hóa đến số oxy hóa +2 hoặc là +3. Phải nào? Ở đây người ta chia thành, khi mà tác dụng phi kim thì người ta chia thành 3 phần. Thứ nhất là tác dụng với lưu huỳnh.
Thì chắc ở đây có hóa trị 2 này. Khi tác dụng oxy thì ảnh đây là gì các em? Oxit sắt tư này. Đó, oxit sắt tư. Khử một phát là bay lên. Nếu mà nói về hóa trị, một các bạn sẽ hỏi thầy là hóa trị của sắt ở đây là bao nhiêu? Đúng không nào? Thì oxy luôn luôn mặc định là âm 2. Thì thằng này sẽ là cộng 8 phần 3 này. Đó. Nha. Mình tác dụng với clo thì nhớ cái phương trình này chúng ta phải phân biệt khi tác dụng clo thì nó về sắt 3. Nhưng mà khi sắt cộng với HCl thì nhớ tạo thành sắt 2 nha. Cộng hydro. Nhớ không thầy như vậy. Khi mà tác dụng clo không á thì tạo thành sắt 3. Nhưng mà khi sắt tác dụng HCl thì tạo thành sắt 2. Rõ chưa nào? Đó. Ok. Rồi. Tác dụng với axit. Tác dụng axit thì ở đây người ta chia thành hai phần này em. Các phương trình hóa học này á, chúng ta bắt buộc phải ghi vô và học thuộc giùm thầy nha. Ok. Với dung dịch HCl với H2S4 loãng á, thì HCl thì thầy đã viết ở trên đây rồi. Thì nghĩa là gì? Nghĩa là nó chỉ về oxy hóa, đó chính là cộng 2 thôi. Nghĩa là nó chỉ thể hiện hóa trị 2. Em hiểu chưa nào? Còn với cái anh HNO3 và H2S4 đặc nóng á, thì nó lại về gì? Sắt 3 này. Nhớ giùm một cái. Và các sản phẩm của vụ HNO3 á, thì nó có thể ra là NO hoặc là NO2 hoặc là N2O hoặc là N2 hoặc là H2S, tùy cái mức độ oxy hóa của nó và cái sản phẩm khí người ta cho trong cái phần bài tập. Hiểu chưa nào? Đó. Rồi. Và đặc biệt là sắt này nó bị thụ động với HNO3 đặc nguội và H2S4 đặc nguội, nghe nhé. Thụ động nghĩa là nó không phản ứng với hai thằng này. Rồi chưa nào? Ở đấy để chúng ta viết phương trình hóa học. Tác dụng với muối. Tác dụng với muối thì ở đây sắt có khả năng có thể khử ion các kim loại đứng sau nó, ví dụ như là đồng. Chứ nếu như ở đây là nhôm thì nó chắc chắn không đẩy được nhôm được, mà nó chỉ đẩy được những cái kim loại đứng đằng sau, ví dụ như đồng hoặc là bạc. Các em hiểu nào? Chứ các kim loại đứng đằng trước, ví dụ như magie hoặc là kẽm hoặc là nhôm, thì cái thằng sắt này không đẩy được. Nhớ em thầy như vậy. Và nó đẩy thì nó về số oxy hóa, đó chính là cộng 2, nghĩa là thể hiện hóa trị 2. Được chưa? Tác dụng với nước thì ở nhiệt độ thường sắt không khử được nước, nhưng mà ở nhiệt độ cao này sắt tạo ra, khi mà khử nước ấy, tạo thành hydro này. Được chưa nào? Ta hãy lưu ý ở đây, nhớ là nó phải có cái nhiệt độ này để mà nó tạo thành sản phẩm tương ứng ở đây hoặc là ở đây nha. Và nếu như ở điều kiện bình thường thì chúng ta bỏ cái thanh sắt vào nước thì chắc chắn nó không xảy ra phản ứng. Nhớ không thầy như vậy. Rồi, về trạng thái tự nhiên thì sắt chiếm khoảng 5% khối lượng vỏ trái đất, đứng hàng thứ hai trong các kim loại sau nhôm. Trong tự nhiên sắt tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất. Quặng sắt quan trọng là đây, các quặng mà chúng ta được gặp ở trong chương trình lớp 9. Chúng ta hay tính cái hiệu suất hoặc là khối lượng của kim loại hoặc là khối lượng của quặng có cái tỷ lệ phần trăm ở trong đó. Thì các cái quặng này, magnetit này, đỏ này, nâu này, siderit, quặng pyrit. Quặng pyrit này chúng ta cũng rất là hay gặp, với lại magnetit này. Rồi, được chưa nào? Và đặc biệt các em thấy các người phụ nữ mà đặc biệt mang thai, mang bầu ấy, là hay mua cái viên sắt. Viên sắt thì thường người ta đóng ở trong cái vỉ mà cái màu nó là màu đỏ các em. Thì trong đấy nó có chứa cái nguyên tố sắt gọi là vi lượng. Vi lượng tại vì sao chúng ta phải uống cái đó? Tại vì sắt là nó có trong hemoglobin này, nó huyết cầu tố này, nghĩa là ở có trong máu ấy, làm nhiệm vụ vận chuyển oxy và duy trì sự sống. Như vậy thì người phụ nữ mang thai thì thiếu máu nên người ta bảo là thiếu sắt, nên là chúng ta phải uống bổ sung cái viên sắt. Em hiểu chưa nào? Những thiên thạch từ khoảng không của vũ trụ rơi vào trái đất có chứa sắt tự do.
Có những cái vụ thiên thạch nó rơi tại trái đất ngẫu nhiên trở thành tỷ phú em. Những cái hóa thạch, những cái thiên thạch rơi xuống làm cục như này ở sau vườn như hàng, thì đó chính là một cái gọi là trời trời ban ấy. Rơi vào nhà nào nhưng mà đừng rơi trúng đầu là tử vong em, cũng đừng có mong, gọi là phải có làm thì mới có ăn, còn không có làm thì đừng có mong mà mình trở thành mình giàu một cách nhanh chóng, mà phải làm bằng chính đôi bàn tay của mình, bằng sức lực trí tuệ của mình thì khi đó mới bền vững được. Nên các em thấy mấy cái vụ mà trúng vé số em, thông thường là trúng vé số người ta rất là mừng và rất là giàu, giàu rất nhanh, nhưng mà sau đó thì bán tài sản là hết, và bán nhà bán đất bán cửa, tại vì khi có tiền rồi người ta lại sanh sanh hư em, bài bạc rồi đề đốm gái gú các kiểu, không cái đà điểu. Nên là người ta đừng có mong gì mà giàu nhanh, giàu nhanh cũng không tốt đâu em, mà phải giàu từ từ bằng chính sức lao động của mình, cái đồng tiền mình làm ra đúng cái sức của mình là rất là quý trọng em nha. Ok, như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em, chúc em học tốt. Clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập, ở trong đây nó có 5 bài em nha. Clip sau nữa thầy sẽ quay tiếp bài 32 hợp chất của sắt em nha. Ok, bye bye các em.